Liên quan đến tình hình dịch bệnh virus corona phát tán từ tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc, tối ngày 26 tháng 1, đơn vị khai thác dịch vụ mặt đất cảng hàng không Tasco đã tiến hành phát miễn phí khẩu trang cho người dân phải đi lại di chuyển có nhu cầu sử dụng tại sân bay nội bài. Hiện nay khẩu trang đang được phát ở các điểm tại cảng hàng không quốc nội và sẽ phát trực tiếp tại cảng hàng không quốc tế bắt đầu từ hôm nay ngày 27 tháng 1. Theo thông tin từ đơn vị cấp phát miễn phí, đơn vị này đang tiến hành nhập khẩu 100.000 chiếc khẩu trang và tiếp tục nhập thêm để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thời gian dịch bệnh chưa được khống chế. Số lượng khẩu trang cấp phát miễn phí có thể lên đến 50.000 chiếc tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh.